Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ phối ghép rất là hay trong tầm tiền. Đầu tiên đó là đôi loa JBL L100 Century. Đây là một trong những cái model được rất nhiều các bác chơi ở trong cái phân khúc trên dưới 30 triệu. Và cũng như thường lệ em đang phối ghép với chiếc âm ly Maxintosh MA4100. Đây là một trong những cái chiếc âm ly receiver của hãng Maxintosh. Bộ phối ghép này cũng tương đối là hay và được rất nhiều các bác ưa chuộng khi bởi vì cái mẫu cái combo này em bán rất là nhiều luôn. Và bây giờ em sẽ đi quay giới thiệu chi tiết để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của hai sản phẩm này. Xin mời quý vị. Vâng, em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn đôi loa trước. Đây là đôi loa JBL L100 Century. Đây đôi loa chéo. Với dòng L100 này thì nó có hai cái series, một cái series thẳng hàng và một cái series chéo. Loa cấu hình có một bát 30 cm, loa sử dụng màng giấy và gân vải xếp. Đó, màng giấy gân vải xếp, đôi loa này rất là đẹp và một chung giấy, một chép giấy. Đó, và chính giữa nó sử dụng một cái lỗ thông hơi. Đó, các bạn nhìn không? Đôi loa thì rất là đẹp. Đôi loa này thì em đang bán với giá là đi 32 triệu nhé các bác. Đây chiếc bên này. Đôi loa cũng tương đối là đẹp các bác. L100 Century. Những dòng L100 Century này các bác nhìn nhé. Cái rốn chép này thì gần như là nó sẽ hay bị móp méo. Đó, bởi vì nó là rốn giấy mà. Con này về đều rốn rất là đẹp này. Đôi loa này chỉ có 32 triệu thôi. Chung giấy và một bát 30 cm. Em đang phối ghép với chiếc âm ly Maxintosh MA4100. Cái điểm đặc biệt của chiếc âm ly Maxintosh MA4100 này là nó có cái dàn chỉnh equalizer. Đó, các bác nhìn đâu, bát đấy, chung trầm, chung và chung cao và chép đấy. Đó, rất là tiện lợi luôn khi các bác tùy chỉnh theo cái đôi tai của bác đấy. Nó có cái hàng đi qua chỉnh này rất là tiện lợi. Và ngoài ra đặc biệt dòng này nó có cái lau lướt vặn nhé. Đấy, lau lướt vặn rồi. Đó, lau lướt vặn. Đó, ngoài ra nó còn sử dụng cả đài FM nữa cơ. Đó. Loa này thì với thiết kế là mặt phay nhôm trắng này. Và chính giữa sử dụng cái đài 108. Đó, các bác vừa thích chơi vừa thích nghe đài thì không nên bỏ qua con này. Như chiếc âm ly Maxintosh MA4100 này là em bán giá là đi 32 triệu. Bộ này chỉ có 64 triệu thôi. Riêng chiếc âm ly và đôi loa. Và bây giờ mời các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của bộ đôi này. Em sẽ test nhạc mời các bác cùng nghe. Đêm đêm người mua.
tình thân thiết vô vàn, làm sao nàng ngờ phù phàng để tình tôi dở dang. Để tình tôi.